Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình cũng lại tới nơi quen thuộc FPS Auto, nơi chuyên độ xe của chính hãng, một trong những thành viên của Saigon Ford. Thì hôm nay chỉ có 6 giờ rưỡi sáng thôi, thì mình chuẩn bị giao xe này cho anh khách về Bình Dương sớm, nên mình cũng tranh thủ review lại với con xe, một cái gói độ của anh khách Bình Dương cũng khá là xịn sò và mượt mà nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái anh khách này ảnh đưa cho mình cái ý tưởng là độ cho anh nó làm sao mà nó đẹp và nó hài hòa, và tại vì anh đã sống bên Mỹ một thời gian rồi đúng không đó em, thì em hãy thêm những ý nào đó vô giống như xe F150 giùm anh một tí đó. Thì cái phần cản trước các bạn thấy ha, cũng giống như những cái phiên bản mình hay review, đó là ấn tượng đầu tiên chúng ta, đó là cái cản Hummer đó bạn, cái cản Hummer ha. Ngoài ra thì kết hợp của cái cản Hummer đó là những cái đèn các bạn. Đây, những cái đèn nhỏ nhỏ theo phong cách F150. Anh khách này sống bên Mỹ một thời gian khá là lâu rồi các bạn. Đó, nó cũng định hình cái phần đầu xe của cái xe Raptor, nó cơ bắp hơn và nó đẳng cấp hơn rất nhiều. Cái phần cản này thì chúng ta có thể có nhiều loại cản lắm các bạn. Cản Hummer, cản Animal, cản Oblox X ha. Tùy vào cái khẩu vị của khách hàng mà chúng ta chơi từng cái loại cản này nha. Đó. Ok, phần bên hông xe đây, phần bên hông xe thì mình cũng đã thay luôn cái mâm ha. Cái mâm của anh khách này mình đã chuyển qua mâm Fuel kình vệt. Đây là loại mâm đang cháy hàng trên thị trường các bạn ha. Cái kiểu dáng này thì mình phải order riêng, thì nó mình order thì nó cũng đã hết hàng, nhưng mà mình cũng đã cố gắng tìm cho ảnh một cái mâm để mâm vàng nó tẹp với cái màu xanh ha, ra hình cái xe cho nó mượt mà. Đó, ngoài ra thì phần bên hông xe mình cũng order riêng cái kiến luôn. Các bạn thấy kiến cái bảng khá là to đúng không? Đây là cái kiến theo style F150 ha. Rất là to và bệ vệ, rất là hợp với lại cái dáng của cái xe Raptor này các bạn. Đây, khi mà chúng ta lắp cái mâm này vô thì nó cũng làm cho cái khoảng rộng bánh xe nó lòi ra một chút xíu ha. Cái mâm này là offset của nó là 12 thì nó sẽ rộng ra mỗi bên là khoảng 3.5 cm, hai bên là khoảng 7 cm thôi các bạn ha. Nó vừa làm tăng cái tính thời trang cho xe mà nó vừa làm tăng cái sự ổn định khi xe chúng ta bo cua ha các bạn. Đây, đèn F150 các bạn, nháy đèn đó thì mình bấm gặp gương cái nó vô không ta. Ok. Phần phía sau xe này thì mình đã làm thêm những món gì? Ngoài ra phần trên đây mình còn làm thêm 5 cái đèn định vị chẳng luôn. 5 cái đèn định vị để chúng ta đi vào trời tối ha, chúng ta giúp nhận biết dễ hơn đối với những xe đối diện, hoặc chúng ta đi off-road. Đó. Phía trước thì lắp thêm cái bộ giáp gầm Hummer. Đây, giáp gầm Hummer thì nó trải dài ôm hết luôn cái phần gầm xe ha, nó bảo vệ lòng xe sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì cái xe này mình còn trang bị thêm cái bộ ốc titan nữa các bạn. Đây, bộ ốc titan ha. Ốc titan làm cho xe nhìn sang hơn rất là nhiều. Đây là dạng ốc titan Fuel. Fuel nhập Mỹ nha các bạn. Đó. Khi mà xe mà phủ ceramic á, chúng ta để ngoài nắng rất là đẹp các bạn. Đó, mình có thể soi gương được luôn á. Đây, mình đứng gần đây nè. Đây, có thể soi gương được luôn các bạn. Rất là đẹp. Phủ ceramic bên mình thì làm quy trình rất là kín kẽ. Mình là bát, công đoạn bát là công đoạn quan trọng nhất để cho bề mặt sơn thật là nhẵn. Sau đó thì mình phủ lớp thứ nhất, chờ lớp thứ nhất khô, tiếp tục phủ lớp thứ hai và phủ lớp thứ ba ha. Và cuối cùng thì mình sẽ đánh bóng bằng một cái lớp cuối cho cái xe bóng hơn rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì để mình lại gần, mình gõ tiếng nghe cho các bạn xem nha.
đó, các bạn thấy nghe tiếng gì không? Cái tiếng phập phập nè các bạn. Đây thì âm thanh của thì cái dàn cách âm của xe này thì mình cũng đã làm lại cho anh chủ này luôn ha. Cách âm 4 cửa và cách âm sàn của Doctor Hatech hàng của Nga đó các bạn. Thì xe này có lắp về cái súp nên chúng ta làm cách âm thì chúng ta sẽ nghe nhạc hay hơn rất là nhiều đó các bạn. Thì đa phần những anh khách mà đã đi từng đi những dòng xe vài tỷ giống như BMW, Mac hay là những anh khách mà chơi những cái dòng xe cao cấp thì cái vấn đề cách âm xe đối với anh khách này rất là quan trọng. Âm thanh thì trong xe sẽ nghe hay hơn, đi xa sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Phía sau thì lắp thêm cái khung thể thao Hummer nữa các bạn. Đây khung thể thao Hummer. Cái xe này thì anh khách này cho những anh khách Việt kiều Mỹ sống bên Mỹ thời gian lâu rồi nên cái cách ảnh phối xe cũng khá là đẹp và tinh tế các bạn. Ở phần phía sau xe thì mình cũng đã thiết kế một cái bộ tem nhẹ nhẹ cho ảnh luôn. Đây bộ tem nhẹ nhẹ cũng đơn giản thôi, nó nằm hai bên hông, nó điểm thêm một cái gì đó lạ hơn một chút xíu ha, nhưng vẫn giữ nét cái hồn của xe lắp to, không quá cầu kỳ. Đây các bạn thì cũng là 40 chắn bùng ha, 40 chắn bùng ARB đó. Phần phía sau xe thì các bạn, xe này thì trong quá trình hoàn thiện còn một số món nữa mình chuẩn bị lắp vô cho ảnh. Cái phần đèn hậu thì mình cũng đã chuyển qua đèn hậu V-Lens, đèn Style Range Rover. Khi mà chúng ta xi anh đó các bạn, đó các bạn thấy không, nó chạy nó kết hợp cùng với cái đèn cản ha, cái xe chúng ta trông khá là ngầu khi mà chúng ta tắt trái tắt phải chúng ta bo những cái xe này đó. Đây đèn hậu V-Lens đó, thì kết hợp cùng với cản trước Hummer là cái cản sau Hummer, cảm sao Hummer. Những cái mẫu Hummer này thì đang được rất là chuộng trong thị trường ở thời gian gần đây đó các bạn, làm cho xe cứng cáp hơn rất là nhiều, nó bảo vệ được cái bên hông xe, trước xe, sau xe. Ở phần phía này thì mình cũng lắp luôn cái tấm F150 các bạn, làm cho xe cơ bắp hơn, mượt hơn và có cái hồn của xe. Một vài điểm của xe F150 ha, cái phiên bản bên Mỹ. Đây còn cái này thì mình cũng đã làm luôn nắp thùng cuộn điện ha. Nắp thùng cuộn điện thì chúng ta có thể mở bằng chìa. Đây các bạn đó, và khi mà chúng ta đóng thì chúng ta có thể bấm vị trí này chúng ta sẽ đóng nhanh đó, chúng ta đóng nhanh rồi. Khi mà mình bấm khóa trên cái nút chìa này các bạn đó, thì cái bẩn này nó cũng khóa theo luôn các bạn. Đây cái lóc bẩn này cũng khóa theo luôn nè. Đây là cái tính năng ẩn nha, mình mở cho ảnh luôn đó. Khi mà mình mở thì cái bẩn này sẽ mở ra các bạn đó, hay chưa. Nếu mà chúng ta không có mở tính năng ẩn này thì cái bẩn này, cái nắp thùng này nó sẽ bị mở, nó sẽ được mở ra đó các bạn. Thì mình cũng làm tặng cho anh khách này luôn. Đây nắp thùng cuộn điện này, kéo thanh này ra thì cái này chúng ta có thể di chuyển di chuyển để chúng ta lấy đồ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái thanh này là cái thanh khóa đó, cái thanh khóa chúng ta để lại, chúng ta khóa lại và nó sẽ cố định vị trí ở bên hông luôn các bạn đó, khóa một chiều. Bên hông này thì mình cũng làm luôn cái bậc bức âm các bạn. Đó, cái bậc bức âm nha. Bên hông này mình cũng làm luôn cái bậc bức âm để cái việc mà chúng ta bước lên xe cũng rất là dễ dàng đó. Cái xe của anh khách này anh dùng để đi phượt, đi chơi thôi các bạn đó. Ở phần phía sau xe, đây phía sau xe thì đã lên được những món gì. Thì mình đang ngồi trong khoang nội thất của Raptor mà mình cũng độ đại một số ý cho anh khách này đó các bạn. Cái thứ nhất thì đó là cái cảm biến chân ga. Đây lay chip ha, có 7 chế độ chạy. Chúng ta có 2 chế độ tiết kiệm nhiên liệu economy cộng, tiết kiệm nhiên liệu economy. N là chế độ mặc định của xe, S là chế độ sport, S cộng là chế độ thể thao, và racing là chế độ đua, và racing cộng là chế độ cực kỳ kích thích luôn. Khi mà chúng ta đạp ga, chúng ta muốn vượt xe khác thì
cái quãng đường nó vượt nó sẽ ngắn lại, giúp cho chúng xe chúng ta sẽ nhanh hơn khá là nhiều đó. Ngoài ra thì mình cũng lắp lên luôn cái dàn súp cho anh khách này luôn các bạn. Đây, cái súp Lavul hàng của Đức nha. Này ha, thì nó sẽ làm tăng thêm cái độ bass, âm thanh nghe hay hơn rất là nhiều. Để mình mở một cái bản nhạc cho bạn nghe nha. Đó. Khi mà chúng ta nghe qua cái mic điện thoại của mình đó, thì nó sẽ không hay lắm đâu các bạn. Nhưng mà ông nghe ở ngoài thực tế thì rất là hay. Cái bass nó hay hơn rất là nhiều. Đó. Ở thực tế thì các bạn sẽ nghe hay hơn nhiều do qua cái thu âm của mic á. Thì ngoài ra ở chỗ này nè các bạn, đây ở chỗ này camera quay vô những cái lưới này cho mình nha. Đây thì những cái xe laptop về Việt Nam thì ở đây thì nó không có kích hoạt và gắn cái loa để mở cái tính năng ngưỡng của xe này ha các bạn. Đây thì xe này mình cũng đã gắn cái loa tại trung tâm, kích hoạt tính năng ngưỡng cái loa trung tâm và lắp cái lưới này lại cho anh khách này luôn đó, để chúng ta tăng thêm cái âm thanh cho xe hay hơn rất là nhiều đó. Ok, cặp kiến F150 gắn cho anh khách này thì ban đầu chúng ta lái chưa có quen, nhưng mà khi mà chúng ta lái quen chúng ta thấy không, thấy rất là to. Đây quay ngay cái vị trí đúng chỗ ngồi của tài xế luôn nè. Chúng ta thấy về bên xe, chúng ta thấy luôn cả cái thân xe, chúng ta liếc một chút xíu thấy luôn cái ba ga thể thao các bạn đó. Còn bên đây là to, nhìn luôn thấy luôn vạch bánh xe dưới luôn rồi các bạn đó. Nhưng mà hai cái tay nó sẽ hơi dẫn lên chút xíu. Thời gian đầu lái thì chúng ta rất là sợ bị quẹt, nhưng mà mình thì chạy được vài lần cái mình quen thì mình sẽ canh dễ hơn. Ban đầu chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó. Đây thì mình cũng đang chuẩn bị bàn giao cái xe laptop xanh của anh khách, cũng khá là đặc biệt. Anh này thời gian dài anh sống bên Mỹ nên anh thích, anh cực kỳ thích cái phong cách của F150 luôn. Nên về Việt Nam thì anh thấy cái xe đường nó nhỏ thì chỉ có gấp to phù hợp thôi. Anh nhờ mình độ một số món. Đây, để cảm biến chân ga các bạn. Nãy giờ mình chạy mình để chế độ số S. Ở trong Sài Gòn thì mình để cho chế độ S là mình đã chạy ngon lành rồi. Chúng ta muốn bốc hơn nữa chạy chuyển qua chế độ S cộng ha. Đó, xe sẽ bốc hơn rất là nhiều. Bình thường thì mình chạy chơi độ S đó, rất là tuyệt vời. Thì cái xe này mình với ảnh cùng nhau lên ý tưởng chia sẻ, ảnh chia sẻ cho mình những cái mẫu độ, một số ý, và ảnh đưa cho mình những cái ý tưởng để mình tìm kiếm những món độ để phù hợp. Chứ kính F150 giống như vậy thì ở Việt Nam mình cũng ít có người chơi rồi đó. Và cái này là cái lon súp này các bạn. Đây, cái súp Lavul. Cái súp Lavul này thì nó sẽ cho âm thanh nó bass nhiều hơn, âm thanh nó sẽ ấm hơn rất là nhiều. Tại vì cái xe này anh này cũng khá là thích về âm thanh. Thì mình cũng tư vấn ảnh cái gói độ cũng nhẹ thôi. Đây. Kích hoạt loa trung tâm, lắp súp Lavul và mình làm cách âm chống ồn. Đó, các bạn ngồi trong xe các bạn gần như không có nghe được cái tiếng động, những cái tiếng ồn từ bên ngoài dội vào khoang hành lý luôn nha. Khoang động cơ luôn nha, khoang hành khách luôn nha. Mở cửa xuống cho các bạn nghe nè. Đó, rất là ồn ào đúng không? Ổn lên nè. Đó, không gian rất là kính luôn. Rất là tuyệt vời. Đây. Nhà hành khách thì ở biệt thự ở phường Thạnh Xuân. Trên đường giao xe về chẩn. Đi với mình thì còn có thêm một bạn nữa. Bạn team mình. Để quay clip hỗ trợ cho mình. Hello. Hello. Có vô Covid này. Thích nhất hồ cá ở nhà anh Đức. Đây. Cá đó. Nguyên hồ cá coi không? Quá dữ luôn. Ở giữa lòng Sài Gòn biệt thự nhà anh Đức, vườn thuộc. Mình chơi cá coi nữa còn gì bằng nữa anh Đức. Đẹp cá đó. Đẹp ha.
Ok, dạ cảm ơn anh đã ủng hộ cho Sài Gòn Phone với lại trung tâm độ xe bên em. Rồi, sau này có vấn đề gì thì anh Đức cho em với lại mọi thứ thì cứ trả lên chỗ em. Rồi. Thì em sẽ hỗ trợ với cái mà anh Đức cần nha anh Đức. Cảm ơn Đức nhiều. Đó, thì mình cũng đã chia sẻ nhanh về con xe Club To độ tại trung tâm độ xe của bên mình FX Auto. Đây là thành viên của Sài Gòn Ford. Nên những món hàng mà bán cho khách hàng, những món hàng mà cam kết với khách hàng đều là những món giá trị đúng với chất lượng, đúng với cái cam kết mua hàng của khách hàng nha các bạn. Thì mình là Dũng. Nếu các bạn thấy cái clip này hay, hấp dẫn, hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Bây giờ thì các bạn hãy một vòng, xem lại một vòng quanh xe và những chi tiết độ trên xe laptop này nhé.